Dạ vâng, Tài xin chào cả nhà đến với video tiếp theo của Tài. Và hiện tại bây giờ là 1 giờ sáng thì Tài đang có mặt tại Đồng Nai. Lúc này là hình ảnh hơi bị tối xíu nên là nhìn không được rõ với cô chú anh chị. Thì có một sự việc xảy ra khá là đau lòng đối với gia đình của em Long ở đây. Không may là ba anh em đi chơi ở một con suối thì hai bé biết lội và bé Long thì không biết lội. Vì thế mà bé Long bị trượt chân té xuống suối và em đã ra đi kể từ đây luôn với cô chú anh chị. Bây giờ là 1 giờ thì bé chưa có liệm thì kia vẫn còn nằm ở ngoài. Thì mấy anh em cũng đã quay về, ba mẹ của bé cũng đã chia sẻ cũng như cái hiện trường. Thì bây giờ thì Tài cũng xin phép gia đình cũng như là mọi người vào bên trong để mà quay sơ về ngôi nhà của em cũng như là không gian lúc này như thế nào với cô chú chị. Một cái khung cảnh khá là buồn và đau thương. Thì bé năm nay chỉ được có 13 tuổi và chuẩn bị vào lớp 8. Sau đây mình vào bên trong luôn nha cả nhà. Khi mà mình đứng ngoài lộ, mình nhìn vào á, bé thì bé còn nhỏ với cô chú anh chị nên là bé được nằm ở ngoài. Bé nằm ngoài sân và giăng một cái tấm mùng, một chiếc mùng xanh xanh như thế này đây. Và áo quan của em thì để cặp bên. Mai 6:30 thì lễ nhập quan của em sẽ được tiến hành nha cả nhà. Đây là hình ảnh ở bên trong là với chú anh chị. Đây thì ông ngoại bà ngoại cũng như là hàng xóm. Một câu chuyện xảy ra khá là đau lòng và thương tâm khi mà ba với mẹ mà chia sẻ thì rất là đau thương đó cả nhà. Ngày mai thầy mới đến nha cả nhà. Đây là áo quan. Mình không có tiện quay cận cảnh mà nơi em nằm ở trong cái mùng xanh đó nha. Tại vì chuyện khá là đau lòng và thương tâm rồi cả nhà nên mình không có quay vào bên trong. Động tới nó đau. Đây là nội hả nội? Nội. Dạ, nội ở cái bên đây hả nội? Nội ở phú trong vùng sâu đó. Trời ơi, nội ra đây. Rồi cái nghe nó vậy có đâm đầu chạy à. Trời không có mang dép mang giày chứ. Dạ. Nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi nội? Cô nay là 65 tuổi. 65 tuổi. Ông nội đâu bà nội? Ông nội ở ngoài ngoại. Ông nội ngồi ở đây. Ông nội. Dạ. Hai chồng già cũng không có làm gì hết. Dạ, tụi con thì cũng chân thành gửi lời chia buồn cùng với gia đình của mình. Và sự việc xảy ra khá là đột ngột trong cái buổi mưa chiều nay mà bé ra tắm suối thì không may thì trượt chân này kia. Gia đình mình cũng cố gắng nha nội. Con cảm ơn nội. Gia đình cũng cảm ơn mấy chú mấy cô. Dạ. Dạ con cảm ơn nội. Đây là nhà có nhà của tụi nó mua. Dạ. Tại vừa kiếm vừa gọi tên không? Là chiều hai chồng mình đang đi làm hả nhà? Chiều anh đi làm về khoảng 2:40 là có thằng bé của bạn của con Long nè. Dạ. Về nó nói là chú ơi, Long nó rớt dưới suối nó trôi đi rồi, cho con biết chỗ. Mấy đợt đầu lấy xe chở nó chạy tới đó là quăng xe là bò không. Vừa bò vừa kêu nó không á. Chạy đi chân không mà đập gai cũng không biết đau là gì nữa. Lúc đó mình cứ suy nghĩ là chỉ với tình con mình. Dạ đúng rồi. Mấy chuyện khác mình không quan tâm tới nữa. Đúng rồi. Dạ. Cứ nghĩ là nó trôi mà tới bụi cỏ là nó tấp nó lên bờ nhưng mà không có lên được. Anh mình làm công ty gì anh? Dạ công ty móc áo mà nó ti. Móc áo à? Dạ. Mình làm đó thì lương khá không? Dạ lương nói chung là hai vợ chồng này gom ghém đủ cho ba lo cho ba đứa thôi. Dạ. Dạ cũng như mình làm hai vợ chồng làm cũng đủ ăn thôi ha. Dạ. Dạ. Gom ghém lại cho ba đứa nhỏ nó ráng nó học lo cho nó thôi. Dạ. Rồi khi mà anh nhận được cái thông tin là tìm thấy thi thể của bé ngay chỗ cái cầu. Dạ nói chung là ba mẹ cũng rất là đau lòng với các chú chị nên là mình không muốn hỏi chuyện nhiều. Thì ba mẹ ai cũng vậy và cầm cha làm mẹ mà khi người con của mình
kê đi như thế này, nên là mình chỉ hỏi ít thôi, không muốn hỏi chuyện nhiều để gia đình này kia còn mà nghỉ ngơi này kia cả nhà. Mình cũng chỉ quay sơ ở đây thôi, mình chắc mình đi ra ngoài nha quý cô chú anh chị, chuyện buồn mà. Vớt rác được rồi mà ta điện về ta nó chưa rồi nghĩ cái thằng ấp xã rồi đây trời ơi tội nghiệp nó xuống nó mò nó kiếm mà nó để ra bờ nó lấy cái chưa trời nó mất tin luôn tôi nghe nói được được kiếm cháu phụ mình mà để cái xe đó ta lấy của xe đi làm chết được. Ngoại ở đây không ngoại? Ngoại ở đây nè. Ngoại ở đây nè, ngoại ở với ai? Hả? Ngoại ở đây à, ngoại ở với ai? Ở với là trai Út. Trai Út. À, còn nhỏ gái kế chị Út nè. Chị dạ. Trai Út. Nó đi làm tăng ca tới mọi giờ về nhà. Nhà cho con nó, tắm rửa cho con nó, rồi khổ lắm. Dạ. Hồi chiều ở đây mưa lớn à, mấy cháu ra tắm suối chơi không à? Tắm mưa rồi đi ra ngoài suối ba thằng. Nó gì nó cho hai chứ nó mà không cho hai chắc cũng không biết xác thằng này đâu nữa. Nó cũng tốt, nó lọt dưới rồi nó lên được mình thấy nó ước nhẹ và nó nhờ người ta nó chơi cái thằng này mà nó không biết nhà nữa. Cái nó nhờ người ta biết nhà của thằng Long đâu không? Chở nó lên nó cho hai. Chở nó lên nó nói bà ơi Lâm bị nước cuốn trôi rồi trời ơi hồn dưới mắt trơn vì dạ vừa khóc vừa dán ba nó cũng vậy là khổ gì đâu nghèo khổ cha vợ chồng làm hết bỏ ba đứa con rồi. Chắc là do nước nó cuốn á ngoại rồi đập vô đá đó nhưng giờ vậy bà nó nghĩ như nó ngủ nghiệp ngoại cho con 10.000 đi nó ngoại không có 10.000 thôi còn mấy ngàn ngoại tiêu hết nè mua bánh đã cho mấy thằng bạn ăn làm gì cũng trói vậy đó mua bánh đã tụi bay ăn rồi ngoài ngày mai tao còn mấy gà cho bay hết á nói với mấy bạn nó vậy á trời ơi đúng là trang trối hay ngoại đó mà mình đâu nghĩ đâu ăn bánh hết rồi tao cho đứa bịch bánh ăn với tao rồi ngày mai á tao cho bay mấy vợ của tao hết bay bắt đi nhà nít mà gà tre nhỏ nhỏ năm đứa con nhóc ngoại rồi xong rồi mấy đứa mới kéo nhau đi tắm ăn rồi thì kéo rồi tắm mà cởi áo rồi cũng chắc chưa tắm mà cái thằng nói kia nước sâu lắm đừng xuống mẹ ơi là nó chưa có xuống mà nè trèo chân hộp mẹ dữ rồi trâu khúc nó còn nói nè cứu đâu cô bay ơi cứu đâu cô bay ơi là nói ngay nhờ mấy thằng nó lên cho hai rồi đi tìm đi kiếm xác nhưng mà nó không cho hai rồi không sao chết. Còn nhánh cây á dạ. Trâu bà đi một khúc cái bà thấy nhánh cây nó ve dưới suối mà bà chộp mà nắm lại nhưng mà cũng chết lâu nước ở đây mưa là nó đổ xuống như là cắt cổ hồi chiều xuống chỗ nó trợt chân nó là y như cắt cổ nước nó trâu á. Xuống dưới gà thấy nó dán nằm trên bờ mà áo không thấy mà sao mấy đứa bạn nó là thấy đâu rồi lúc nhà giấy giờ con có nó trâu đi con có linh thiên con phù hộ cho người ta đi kiếm con được cái xác về nhưng giờ đêm nay mà không kiếm được đâu
1 giờ sáng với cô chú anh chị. Một cái khung cảnh gia đình bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ uống vì sự việc xảy ra khá là đau lòng đối với gia đình của mình. Mọi người ai cũng chung là không còn một sức lực, không còn một cái sức sống gì nữa. Trước khi mà em chuẩn bị đi tắm suối đối với cô chú anh chị thì cũng có lời trăn trối, nhưng mà không biết được đâu cả nhà. Bà ngoại cũng có chia sẻ khi mà bé Long đi chơi á, có xin bà ngoại là 10.000 để mà để mấy bạn ăn bánh, khi mà mua bánh để mấy bạn ăn với cô chú anh chị. Khi mà bé Long để mấy bạn ăn bánh xong và bé Long có nói với các bạn như thế này: bây giờ của tao á, tao cho tụi mày hết á, ngày mai tụi mày đến tụi mày bắt đi. Cũng như là một cái niềm báo trước đó với cô chú anh chị, nhưng mà bà ngoại cũng không có biết được, cũng như những cái câu nói mà chơi này kia thôi, nhưng mà đâu có ngờ là cái đó là cái lời trăn trối cuối cùng mà của bé Long. Nói chung là tại cũng không biết nói gì hơn trong lúc này, tại vì ở bên trong đó, với tôi chính trị gia đình rất là buồn và đau thương rồi, nên là mình cũng không có vào bên trong mà mình hỏi gia đình nhiều được, và mình cũng không thể nào mà quay cận cảnh mà nơi em nằm ở trong cái chiếc mùng màu xanh ở trong đây. Đây là áo quan và chiếc màu xanh, mình cũng không quay cận cảnh nhiều. Cái sự mất mát xảy ra khá là độc ngột đối với gia đình. Thì những cái video gần đây Tài đăng tải lên trên đây chủ yếu là một cái thông điệp gửi đến cho các bậc phụ huynh cũng như là các con em nhỏ. Vì vào dịp này là dịp mùa mưa cả nhà, các em đây khoái cái gọi là thích đó, thích mà tắm mưa, tắm sông, tắm ao rồi kia. Vừa rồi thì ở Bình Dương cũng vậy, thì cũng bé trai gần 3 tuổi giờ cũng không may mà cũng lọt cái sông và mắc, và cũng có nhiều cái vụ việc xảy ra thường ngày ở đây ở Bình Dương và Đồng Nai. Cũng có nhiều cái vụ việc xảy ra là đuối nước á cả nhà. Thì trong lúc mà gia đình mình đi làm á, thì các trẻ nhỏ ở nhà thấy trời mưa thì ra tắm mưa, thì cặp đó thì có con kênh này kia xuống kênh tắm, thì trời mưa mà nước nó trôi xuống á, con kênh đó thì thường ngày nó cạn, có trời mưa thì nước nó sẽ đông đầy hơn và bắt đầu nó cuộn trôi đi. Từ con kênh này mà trôi tới cây cầu Tam An là tầm 4-5 cây mới tìm được thi hài của bé. Nói chung là khá là hưng tâm. Thì bây giờ là 1 giờ rồi cả nhà, mà chưa có liệm cho bé. Sáng mai 6:30 mới bắt đầu liệm cho bé. Khi nãy mấy anh em cũng có đến hiện trường, quay lại hiện trường nơi mà vớt được thi hài của bé với cô chú anh chị, thì cũng quay được một cái câu chuyện tâm linh. Thì cái lúc đó mà Tài quay được cái đó thì Tài biết chắc luôn là người nhà chưa có chụp con của bé về. Tại vì khi mà mấy anh em đứng trên cầu mà quay xuống thì thấy một cái hình bóng một người nào đó ngồi cặp mé sông, mé ao ngồi co rút lại mà ôm cái giò, cũng giống như là lạnh vậy đó. Tài sẽ chèn một đoạn video ngắn vào bên trong đây để cho mọi người tin được tâm linh là có thật chứ không phải là không có. Và Tài cũng đưa cái video cho gia đình ở đây xem, và sáng mai gia đình sẽ đến đó để mà chụp vòng của bé về cả nhà. Và cái video hiện trường đó thì Tài sẽ để dưới phần mô tả, mọi người vào phần mô tả để mà xem cái video hiện trường đó sẽ hiểu rõ được. Mà mình không có cắt ghép gì trong đó, mình quay 100% nha cả nhà. Một cái khung cảnh lúc này